Xin chào các bạn, chào mừng tới yoga cùng Amit. Tôi là Amit Namdev. Hôm nay chúng ta tập các động tác yoga giúp giữ thăng bằng. Hãy cùng bắt đầu. If you haven't subscribed yet, then subscribe and click on this bell icon and stay tuned. Các động tác yoga hôm nay chúng ta tập chủ yếu về dưỡng thăng bằng. Do có một số bạn yêu cầu tôi làm video về yoga giữ thăng bằng vì các bạn cảm thấy các động tác này khá khó tập, đặc biệt là những động tác thăng bằng đứng. Vì vậy, hôm nay chúng ta cùng nhau tập. Thường các động tác thăng bằng có kết quả rất nhanh và rõ rệt. Ví dụ, nếu bạn bắt đầu tập từ hôm nay, thì có thể một tuần sau bạn đã thấy có kết quả rồi. Tôi xin được nhắc nhở các bạn, khi tập các động tác yoga này thì hãy tập khi bụng rỗng, không nên tập khi mới ăn no. Nếu bạn vừa mới ăn no thì nên đợi khoảng 4 tiếng sau thì hãy bắt đầu tập nhé. Bạn cũng nên có một chai nước bên cạnh để uống bất kỳ khi nào bạn cần. Hãy bắt đầu. Để bắt đầu, tôi thích tập các động tác ngồi thư giãn, giúp cơ thể bạn hoàn toàn thoải mái trước khi vào các động tác. Thả lỏng cơ thể, lưng thẳng. Bạn hãy thoải mái cơ thể. Tay bạn có thể để ở phía trước người hoặc trên đầu gối. Nhắm mắt và ngồi thư giãn vài phút trước khi bắt đầu. Bạn cảm nhận cơ thể ra sao? Và so sánh với khi bạn hoàn thành bài tập, bạn có thấy khác không? Nếu sau khi tập, bạn cảm thấy thoải mái, sảng khoái, cơ thể đầy năng lượng và tích cực, thì có nghĩa là bạn đã đi đúng hướng. Từ từ mở mắt ra và bạn đứng dậy để bắt đầu các bài tập thăng bằng. Đứng thẳng người, hai chân mở rộng bằng hông, mắt hướng nhìn về phía trước, có thể nhìn xuống sàn cách bạn tầm 3 mét hoặc hướng nhìn thẳng song song với sàn. Bạn nhìn phía trước với sự tập trung. Nó sẽ giúp bạn giữ thăng bằng tốt hơn. Hít vào, đưa hai tay lên cao, kéo giãn người lên. Ban đầu có thể bạn hơi lắc lư, nhưng không sao, dần dần bạn sẽ thấy vững vàng hơn. Bạn hãy thở đều. Bạn không cần kéo tay lên cao quá, làm phần ngực bị căng, gây khó thở. Bạn có thể hạ phần vai xuống, thả lỏng và thở nhịp nhàng. Giữ nụ cười trên gương mặt. Và luôn suy nghĩ rằng bạn đang làm điều tích cực cho cơ thể. Rất tốt, thở ra và hạ tay xuống, lắc chân một chút. Chuyển sang động tác tiếp theo, động tác cái cây. Đứng bằng chân phải, gập chân trái lên, để bàn chân trái vào đùi trong của chân phải. Mắt hướng nhìn về phía trước. Như lần trước, có thể nhìn xuống sàn hoặc nhìn thẳng phía trước. Chắp hai tay lại. Nở nụ cười trên mặt. Hít vào, đưa hai tay lên cao, hạ vần vai xuống và thả lỏng.
Thở ra, hạ tay xuống và đổi bên. Bàn chân phải để vào đùi trong của chân trái. Chắp hai tay. Hít vào, đưa tay lên cao, hạ vai xuống. Thở ra, trở về vị trí, lắc chân. Tiếp theo, bạn gập chân trái và dùng tay phải giữ bàn chân trái, hạ phần đầu gối xuống. Cố gắng đứng thăng bằng với chân phải. Mắt nhìn tập trung vào một điểm. Động tác này giúp kích hoạt thăng bằng ở bên phải. Sau đó từ từ nâng đầu gối lên cao hơn nếu bạn có thể. Tùy vào vị trí khác nhau mà giúp kích hoạt các phần dây thần kinh khác nhau. Trở về và đổi bên. Đưa chân phải lên. Hạ phần đầu gối xuống. Mắt nhìn tập trung vào một điểm. Sau đó đưa đầu gối lên cao hơn. Trở về. Có thể với người mới tập thì hơi khó khăn, nhưng không phải là không thể tập. Khi mới bắt đầu tập, nếu khó khăn giữ thăng bằng, bạn có thể đứng sát tường. Tôi sẽ làm ví dụ cho bạn. Bạn đứng như thế này, và khi bạn cảm thấy sắp đổ, bạn có thể bám vào tường, hoặc bạn có thể đứng hướng vào tường như thế này. Bạn thấy đấy, chúng ta có thể tập với sự trợ giúp, nhưng bạn cần phải kiên trì. Hãy tập hàng ngày và từ từ bạn sẽ cải thiện khả năng của mình. Mỗi ngày bạn sẽ cải thiện dần khả năng thăng bằng. Bạn hãy comment phía dưới cho tôi biết nếu bạn đã cải thiện khả năng thăng bằng nhé. Comment có nếu cải thiện, comment không nếu không cải thiện. Động tác tiếp theo, Shiva nhảy. Đứng bằng chân phải, gập chân trái ra sau. Dùng tay trái nắm cổ chân trái. Hít vào, giơ tay phải lên. Đứng thăng bằng khoảng 10 giây. Sau đó, từ từ ngả người về phía trước một chút. Làm từ từ, không cần phải động tác đẹp khi mới bắt đầu. Trở về, mỗi lần bạn giữ động tác khoảng 10 tới 30 giây hoặc lâu hơn nếu bạn có thể. Đổi bên và giữ 10 giây. Sau đó từ từ ngả về phía trước. Làm từ từ, không phải làm động tác nhanh. Vì cơ thể cần kích hoạt dây thần kinh và phần cơ để giúp cơ thể thăng bằng. Trở về. Lắc chân. Ngồi xuống và chúng ta sẽ tập một số các động tác thăng bằng khi ngồi. Không phải mỗi động tác thăng bằng được thực hành với các động tác đứng, mà có cả các động tác ngồi. Bạn đưa bàn chân trái ra sau, ngồi lên như thế này.
chân phải ở phía trước, tay trái để lên đầu gối trái, khuỷu tay phải để lên đầu gối phải, mặt để vào tay phải và ngồi thư giãn. Mắt nhìn tập trung vào một điểm phía trước. Đổi bên. Onto the right foot, bringing your left knee, left foot by the side, like this, and relaxing. Và thư giãn. In the asana, knowing that your balance is going to work out soon, and you can easy to balance any asana and into your life. Tiếp theo, bạn ngồi trong tư thế như thế này, để hai tay lên đầu gối, giữ thăng bằng, lưng thẳng, ngồi nhắm mắt và tập trung. Sự tập trung cũng rất quan trọng. Bạn có sự tập trung thì mới dễ giữ thăng bằng. Vì vậy, bạn hãy ngồi nhắm mắt và tập trung tâm trí vào sự thăng bằng trí óc và cơ thể. Hãy để cơ thể mở hết các dây thần kinh thăng bằng. Như là thăng bằng trong các động tác tập, hay trong cơ thể, hoặc trong cuộc sống. Từ từ mở mắt ra. Bạn hãy tiếp tục thực hành các động tác này nhé. Ban đầu có thể bạn thấy khó tập, nhưng đừng lo lắng nhé. Từ từ bạn có thể làm được. Bạn đừng để sự lo lắng làm bạn chùn bước. Bạn hãy chống lại sự lo lắng đó. Hãy kiên trì tập luyện. Bạn cũng có thể sử dụng sợ trợ giúp khác để tập dễ dàng hơn, như đứng sát tường. Dần dần bạn sẽ cải thiện và các động tác thăng bằng không còn làm bạn lo lắng nữa. Bạn hãy tập và cho tôi biết ý kiến bằng cách comment phía dưới nhé. Hãy viết có nếu có hiệu quả cho bạn, và viết không nếu không hiệu quả. Nhưng tôi hy vọng có nhiều bạn viết là có. Đồng thời, bạn hãy nhấn đăng ký và hình chuông bên cạnh để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Tôi hy vọng được gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Yoga with Amit, and I look forward to see you in my next video. Namaste.